Mới ăn cơm trưa xong, bây giờ thì sẽ cầm một chén muối đi ra ngoài vườn để em kiếm trái cây tráng miệng nha mọi người nhá. Cây này có trái rồi nè, để hái trái này ăn. Mày hái được 3 trái nè. Chấm một miếng muối. Trời ơi, chua. Nó còn xanh ta, chua lắm. Cái này chín rồi nè mà vẫn chua, chua lắm. Làm trái nữa đi. Con trái này được cái là ăn được hết luôn á, không có vỏ hay là có hạt gì hết. Để đi kiếm trái khác ăn mọi người nhé. Cây này hình như có mấy trái nè, được 2 trái. Ngọt cực. Ngọt cực kỳ luôn. Cây sung nè, nhưng mà cái trái như vậy chưa có ăn được, nó còn nhỏ, thôi bỏ qua nha. Qua đây đi. Đã hái được mấy trái đậu. Con cây đã bị hâm. Nó chuẩn bị chạy ra tiếp nè. Nó chưa ra hả? Còn một cây có trái nữa nè. Wow. Đó. Được không? Một trái một thôi. Cây sung cũng đang trái, cũng đang nhiều. Còn cái cây tắc cầm thạch nãy thì còn có 2 trái à, nên là mai sẽ không có hái. Ăn quả khác nha. Thơm cực kì luôn. Cái này mà để quên á, đến ngày mai nữa là coi như bỏ. Còn mấy cây nữa cơ. Khi nào mà mấy cây kia có trái rồi mai lại mời mọi người nữa nha. Hôm nay thì chỉ mời mọi người được à. Chưa xưa một ít trái thôi. Hẹn mọi người vào những cái video thăm vườn và hai trái cây ăn tại vườn với mai vào những cái video sau nhé. Hey, mọi người.